đau nhức xương khớp nặng đến mấy cũng khỏi, không tái phát, chỉ nhờ một quả sung tại nhà. Các bác thân mến, đau nhức xương khớp trước kia thì tưởng như là một căn bệnh của người già. Thế nhưng hiện nay, số thanh niên bị đau lưng, mỏi gối cũng nhiều chẳng kém của bác ạ. Rất nhiều người đã phải sống chung với những căn bệnh dai dẳng, triền miên, đặc biệt là khi trái gió trở trời, khiến người bệnh mất ăn, mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và sinh hoạt thường ngày. Nếu chữa trị không kịp thời, sẽ để lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tê liệt tay chân và tàn phế suốt đời. Tuy nhiên thì tin vui là mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có một loại quả vô cùng quen thuộc với người Việt chúng ta, nhưng lại có tác dụng rất tuyệt vời, giúp chữa dứt điểm căn bệnh đau nhức xương khớp, cũng như đẩy lùi hàng tá bệnh mãn tính khác. Vậy thì đó là loại quả gì mà lại có tác dụng thần kỳ đến thế? Cô bác hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nhắc đến quả sung thì chắc hẳn là không quá lạ lẫm gì với nhiều cô bác rồi phải không nào? Đây là loại quả rất quen thuộc trong tuổi thơ của đa phần cô bác ở thôn quê. Tôi còn nhớ ngày nhỏ, cứ chiều chiều là cùng lũ bạn đi hái sung, vặt khế chua, hái chuối xanh, chấm mắm tôm, dù ăn rất chát nhưng vẫn ngon của bác ạ. Thế nhưng chỉ mới gần đây thôi, tôi mới biết là sung có thể chữa bệnh của bác ạ. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến câu chuyện của ông tôi. Dù đã cao tuổi nhưng xương cốt vẫn còn khỏe mạnh. Thậm chí tôi thấy ông vẫn tập thể dục rất đều đặn. Khi hỏi ra mới biết, ông tình cờ được một danh y bày cho cách chữa và phòng ngừa bệnh đau nhức xương khớp bằng quả sung cực kỳ hiệu quả. Vừa hay, nhà tôi cũng trồng cây sung nhỏ, nên mới hái về cho ông sử dụng thì đúng là có hiệu quả thật của bác ạ. Đến năm nay, đã hơn 80 tuổi mà xương khớp vẫn rất chắc khỏe, ông vẫn làm việc thoăn thoắt của bác ạ. Theo nghiên cứu thì quả sung tươi hoặc khô đều có tác dụng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là bệnh đau nhức xương khớp. Quả sung, đặc biệt là sung khô, cực kỳ giàu kali và canxi, rất tốt cho xương khớp. Canxi giúp tăng sự dẻo dai của xương khớp, trong khi kali kiểm soát nước tiểu, bài tiết canxi gây ra bởi tiêu thụ quá nhiều muối. Theo nghiên cứu khoa học, quả sung chứa nhiều dưỡng chất như gluco, quinic acid, oxalic acid, các vi lượng như là canxi, phosphor, kali. Chúng có khả năng chống lại quá trình oxy hóa, tăng mật độ xương, làm giảm các triệu chứng đau nhức hiệu quả. Đặc biệt, khi sử dụng quả sung chữa đau xương khớp không mang lại tác dụng phụ làm ảnh hưởng tới dạ dày, đại tràng. Nó không chỉ giúp làm giảm đau do bệnh xương khớp gây ra mà còn tăng cường dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Thế nhưng, cô bác đã biết làm thế nào để nó phát huy được tác dụng tốt nhất hay chưa? Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu ngay một số món ăn bài thuốc từ quả sung mà ai cũng có thể làm được cô bác nhé. Thứ nhất là món ăn quả sung hầm thịt nạc. Đây là một món ăn ngon, kích thích vị giác mà mang lại công dụng hiệu quả để giảm triệu chứng đau khớp. Trong vô vàn cách chữa viêm khớp bằng quả sung, nhưng mà tiêu biểu nhất vẫn là cách dùng quả sung hầm thịt lợn. Cô bác chỉ cần áp dụng cách này mỗi ngày và chỉ sau 2 tuần, triệu chứng đau nhức và sưng đau ở khớp viêm sẽ bị giảm dần. Nguyên liệu cô bác chuẩn bị gồm 50g sung tươi, nên chọn quả bánh tẻ không quá già hoặc quá non, 100g thịt lợn nạc, gia vị tiêu, hành muối, đường, bột ngọt. Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau. Đầu tiên, cô bác hãy thái thịt lợn thành từng lát mỏng vừa ăn, sau đó tiến hành tẩm ướp gia vị như là muối, tiêu, đường, dầu hào, nước mắm. Nên đảng đều để gia vị thấm đều và ướp trong khoảng 10 phút. Tiếp đến, cô bác cắt bỏ phần cuống của quả sung và bổ đôi quả sung. Sau đó, cô bác ngâm sung trong nước muối loãng khoảng 5 phút để loại bỏ bớt phần nhựa trong sung, cũng giúp giảm vị chát. Kế tiếp, cô bác bắc chảo lên bếp cho chảo nóng và thêm một ít dầu ăn rồi cho thịt lợn vào đảo đều. Đến khi săn lại, thêm vào đó nửa chén nước và đun sôi. Đến khi thịt mềm thì cho quả sung vào, đun thêm từ 5 đến 7 phút thì tắt bếp, nêm nếm gia vị vừa ăn. Để món ăn này làm tăng công dụng giảm đau và hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, cô bác nên ăn 3 lần mỗi tuần nhé. Nếu cô bác muốn đổi món cho đỡ nhàm chán, cô bác có thể thử món sung tươi tráng trứng gà. Món ăn này tuy hơi lạ vì trứng và sung thì nghe thật chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng khi kết hợp thì chúng có thể trở thành một bài thuốc chữa đau nhức xương khớp rất tốt của bác ạ. Thời gian và cách thực hiện đơn giản mà không tốn thời gian. Trứng gà thì từ trước đến nay luôn được biết đến là thực phẩm có gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng như là protein, vitamin D, colin, axit béo, omega 3, protein và chất oxy hóa, và đặc biệt là vitamin D. Nếu như cơ thể bị thiếu chất này
thì sẽ rất dễ dẫn tới viêm khớp dạng thấp của bác ạ. Vậy nên, bổ sung món ăn này vào thực đơn hàng ngày sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho bữa ăn của gia đình. Cô bác có thể dùng quả sung chữa bệnh viêm khớp bằng cách sau đây nhé. Cô bác sử dụng 2-3 quả sung tươi, đem rửa sạch và thái nhỏ. Sau đó đập 2-3 quả trứng vào tô và đánh thật đều lên. Cuối cùng, cô bác sẽ trộn hai nguyên liệu này lại và tráng trứng trên chảo cho chín đều hai mặt. Với món ăn này, vừa mang lại một hương vị mới lạ mà còn rất tốt cho sức khỏe xương khớp. Cô bác nên ăn hàng ngày và sử dụng khi còn nóng để hiệu quả tốt nhất. Ngoài việc chế biến sung thành món ăn, cô bác có thể ăn sống quả sung hoặc uống trà sung để giúp bổ sung dưỡng chất quan trọng giảm đau khớp. Hoặc mỗi ngày, cô bác ăn sống 1-2 chùm sung nhỏ hoặc thái sung thành từng miếng nhỏ, giã nát và đắp lên vị trí bị đau nhức nhé. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần lưu ý việc sử dụng quả sung chữa đau khớp có hiệu quả hay không còn cần tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để mang lại công dụng tốt nhất, cô bác nên kết hợp với chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh, kết hợp với vận động để giúp lưu thông máu, tăng cường dẻo dai xương khớp. Cô bác thân mến, trên đây là một số cách sử dụng quả sung, một loại quả quen thuộc, rẻ tiền để cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp của cô bác. Bên cạnh tác dụng chữa đau nhức xương khớp, thì quả sung cũng được các chuyên gia khuyến khích nên ăn thường xuyên, kể cả ở dạng tươi và xế khô, vì rất nhiều những tác dụng tuyệt vời dưới đây. Theo đông y, quả sung được sử dụng làm giảm đau răng, điều trị các vấn đề về tiêu hóa, là thuốc nhuận tràng tự nhiên để loại bỏ các độc tố, cải thiện tình trạng lở loét trong dạ dày, thậm chí tăng cường sự chắc khỏe của móng tay. Trên thế giới, người ta tin rằng trái sung chữa bệnh rất tốt. Đặc biệt, người Hy Lạp cũng tin rằng quả sung cải thiện chức năng sinh lý nam giới. Còn theo y học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh, quả sung có những tác dụng cụ thể như sau. Ngừa ung thư là tác dụng đầu tiên của quả sung khô được quan tâm. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh công dụng này của trái sung trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, trong các thí nghiệm lâm sàng, dự án nghiên cứu đã xác định các hợp chất chống oxy hóa trong chiết xuất quả sung có thể giúp chống lại bệnh ung thư. Một nghiên cứu sơ bộ trong ống nghiệm cho thấy, chiết xuất từ quả sung có các hoạt động chống oxy hóa và chống ung thư mạnh khi tiếp xúc với các tế bào ung thư vú. Nghiên cứu trong ống nghiệm phát hiện về tác dụng tích cực của lá sung đối với tế bào ung thư. Lá sung chứng minh là có hoạt tính kháng u, chống lại ung thư ruột kết ở người, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các tế bào ung thư gan. Các nhà nghiên cứu đánh giá, trái sung có tiềm năng để hỗ trợ phòng ngừa và làm chậm sự phát triển của ung thư chiết xuất từ sung. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ với việc ăn quả sung hay uống trà lá sung là có tác dụng tương tự. Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Từ xa xưa, quả sung được dùng như một vị thuốc điều trị thay thế cho những vấn đề liên quan đến tiêu hóa, nổi bật phải kể đến chứng táo bón. Trong quả sung có khá nhiều chất xơ kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hàm lượng chất xơ này sẽ làm giảm tình trạng táo bón hiệu quả. Các chất xơ cũng đóng vai trò như một loại tiền sinh học hoặc cũng có thể là thức ăn cho các vi khuẩn lành mạnh bên trong đường ruột. Một nghiên cứu đã được thực hiện với 150 người bị tình trạng ruột kích thích đi kèm táo bón đã cho thấy khi họ ăn khoảng 45g sung khô mỗi ngày thì các triệu chứng như đau, đầy hơi và cả táo bón giảm đi đáng kể. Một nghiên cứu khác được thực hiện với 80 người cũng đã cho thấy việc bổ sung thêm 300g bột sung mỗi ngày đều đặn trong 8 tuần sẽ làm cho tình trạng táo bón giảm đi đáng kể so với nhóm đối chứng. Thứ ba, hỗ trợ sức khỏe mạch máu và tim. Tác dụng của sung còn là giúp huyết áp và mỡ máu được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, sức khỏe của mạch máu cũng được ghi nhận ở mức tốt hơn, đồng thời làm giảm tỷ lệ bị mắc phải các bệnh về tim mạch chuyển hóa. Sau khi thực hiện một nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết chiết xuất từ quả sung có thể làm giảm huyết áp ở trên những con chuột với chỉ số huyết áp từ bình thường cho đến cao. Những nghiên cứu trên động vật cũng đã cho thấy cholesterol toàn phần được cải thiện đáng kể. Các cholesterol tốt và chất béo trung tính cũng ở trạng thái tốt hơn khi được bổ sung thêm chiết xuất lá của cây sung. Cô bác có thể bổ sung thêm quả sung vào chế độ ăn chay để cung cấp thêm hai loại khoáng chất này cho cơ thể. Thứ tư, cải thiện lượng đường trong máu. Quả sung, đặc biệt là sung sấy khô chứa nhiều đường tự nhiên. Vì thế, quả sung có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết của cô bác nếu cô bác gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường huyết. Thế nhưng, nước lá sung lại là một loại thức uống có thể hỗ trợ cô bác kiểm soát lượng đường trong máu.
các nghiên cứu đã chứng minh chức năng này của trà lá sung. Một nghiên cứu lâm sàng về tác dụng hạ đường huyết của nước lá sung, thí nghiệm trên chuột mắc bệnh tiểu đường. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá sung có thể là khả năng làm chậm quá trình sản xuất gluco trong gan. Kết quả cho thấy lượng đường trong máu của người tham gia thí nghiệm đã được giảm khi họ uống thêm nước lá sung sau bữa ăn sáng. Chính vì vậy, ăn sung là một cách tốt để cô bác cải thiện tình trạng tiểu đường của mình. Thứ 5, quả sung chữa sỏi thận. Có lẽ đây là một trong những công dụng chữa bệnh tuyệt vời nhất của quả sung. Người mắc sỏi thận nếu biết cách sử dụng và sẽ không cần phải viện trợ tới các loại thuốc hay đụng chạm dao kéo đau đớn. Để trái sung chữa bệnh sỏi thận, người bệnh hãy thường xuyên tiêu thụ quả sung luộc trong nước, kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả mang lại thật bất ngờ. Bên cạnh đó, nước sung còn giúp giảm ho khan, hen suyễn nữa đấy ạ. Uống nước trái vả luộc giúp giảm ho khan, hen suyễn, đau họng và tống đờm ra khỏi phổi. Nấu 1 hoặc 2 quả sung với một nửa cốc nước 150ml trong một vài phút, lượng nước thu được. Hãy uống nhiều lần trong ngày để có hiệu quả nhất. Ngoài tác dụng cho sức khỏe, sung còn có tác dụng tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe làn da nữa đấy ạ. Trong quả sung có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi đối với làn da, nhất là những người có tình trạng viêm da dị ứng, da khô. Các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu với 45 trẻ em bị viêm da và cho thấy kết quả khá tốt. Họ đã sử dụng kem có chiết xuất từ quả sung khô 2 lần một ngày trong 2 tuần liên tục. Các triệu chứng của bệnh viêm da cũng được cải thiện nhiều hơn so với các phương pháp điều trị khác. Bên cạnh đó, chiết xuất từ các loại trái cây có cả quả sung cũng đã cho thấy được chúng có khả năng chống oxy hóa đối với các tế bào da. Không những thế, chúng còn làm giảm sự phân hủy các collagen và làm chậm lại sự xuất hiện của các nếp nhăn. Mổ của cây sung có thể mang lại những giải pháp điều trị khá an toàn và cũng rất dễ sử dụng mà lại ít có tác dụng phụ. Bên cạnh những lợi ích nổi bật kể trên, thì các nhà khoa học cũng cho thấy quả sung còn có khả năng làm giảm lượng đường huyết, cải thiện sức khỏe của tóc và có thể hạ cơn sốt. Tuy nhiên, các công dụng này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu khác để chứng thực được khả năng của chúng đối với sức khỏe. Như vậy, cô bác đã vừa khám phá thêm 6 công dụng tuyệt vời của quả sung đối với sức khỏe. Mặc dù quả sung là một thực phẩm khá an toàn và không có tác hại đối với hầu hết mọi người, tuy nhiên, hãy cân nhắc một số điều sau đây khi sử dụng nhé. Đối với phụ nữ mang thai, nếu ăn sung có thể làm giảm ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thai nhi. Nếu cô bác là người dị ứng với các loại mủ cây cao su, thì việc sử dụng loại quả này có thể gây dị ứng tương tự. Vậy nên cần cẩn thận trước khi sử dụng loại quả này nhé. Mặt khác, quả sung còn chứa nhiều vitamin K khá cao. Việc sử dụng chúng quá nhiều có thể làm đông máu. Nếu đang trong quá trình điều trị hay là sử dụng thuốc chống đông máu, thì cô bác tránh sử dụng loại quả này để không bị phản tác dụng. Ngoài ra, cô bác hãy ăn trái sung ở một mức độ vừa phải. Lượng đường trong quả sung có thể tăng lên nhanh chóng nếu bạn bổ sung thêm đường hoặc ăn quá nhiều sung cùng lúc. Nếu cô bác có vấn đề về đường huyết, hãy cẩn thận với nước ép quả sung. Khi bị lược bỏ đi lượng chất xơ bên trong quả, nước ép quả sung có thể làm lượng đường trong máu của cô bác tăng nhanh. Hơn nữa, tùy vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mình để cô bác có thể lựa chọn được một loại sung thích hợp nhất nhé. Tuy nhiên, nếu sử dụng sung khô, cô bác cần lưu ý rằng trong quả sung được sấy khô có hàm lượng calo cao, đường ngọt tự nhiên, các chất xơ, các vitamin và nhiều khoáng chất hơn so với trái sung tươi. Chúng có thể giúp bạn điều trị chứng táo bón hiệu quả nhất. Ngược lại, trong sung tươi có nhiều vitamin C và A cùng beta-carotene. Sung tươi có lượng calo khá thấp và được xem như một món ăn nhẹ vô cùng tuyệt vời. Do đó, chúng tôi vẫn khuyến khích cô bác nên thêm sung tươi vào các món salad hoặc những món tráng miệng hàng ngày. Cô bác thân mến, quay trở lại với vấn đề đau nhức xương khớp, các bệnh về cơ xương khớp, ngoài những nguyên nhân do quá trình thoái hóa tự nhiên, thì phần lớn bệnh lý phát sinh là do thói quen trong sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng xấu đến hệ cơ xương khớp. Do đó, cô bác hãy tránh xa những thói quen sai lầm dưới đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe xương khớp của cô bác. Thứ nhất là cô bác hãy tránh xa việc bẻ tay, vặn lưng cổ quá mức nhé. Việc bẻ khớp ngón tay, vặn lưng vặn cổ là việc làm khá phổ biến của nhiều người, nhất là dân văn phòng ít vận động. Tuy nhiên, đây là hành động khiến cho các khớp hoạt động nhanh, đột ngột và quá tầm vận động, dẫn đến việc phá hủy các cấu trúc sụn khớp và dây chằng xung quanh khớp. Đây chính là các nguyên nhân khiến các khớp ngày càng to lên,
đồng thời cũng có thể gây ra những tổn thương như bong gân, giãn dây chằng, chệch khớp, làm sụn khớp nhanh bào mòn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu không bỏ thói quen này, khớp sẽ bị thoái hóa, biến dạng khớp, thoát vị địa đệm, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, gây chèn ép dây thần kinh. Thứ hai, ngồi lâu tại một vị trí hay là đứng quá lâu tại một vị trí. Việc ngồi hoặc đứng quá lâu trong một tư thế liên tục kéo dài sẽ khiến tuần hoàn máu ở chân giảm, cơ mông hồng ngày càng trở nên kém linh hoạt hơn. Dần dần, các khớp sụn sẽ mỏng đi, giòn và dễ gãy hơn. Các khớp xương bàn tay, cổ chân và cánh tay luôn luôn phải hoạt động quay chuột và bàn phím, khiến cho các dây chằng và cơ phải chịu sức ép khi hoạt động liên tục. Thói quen ngồi lâu liên tục trên 2 giờ làm mỗi nhóm cơ cột sống, khiến cho chúng ta khòm lưng và cúi ra trước, dẫn đến căng thẳng các nhóm cơ phải dây chằng phía sau cột sống. Sự mệt mỏi của hệ thống giữ vững này gây đau, và nếu lâu dài làm cột sống không vững, dẫn đến tổn thương các đốt sống, thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống. Do đó chúng ta cần hạn chế ngồi làm việc quá 2 giờ. Thứ ba, không nên ngồi xổm, vắt chéo chân. Khớp gối của chúng ta bao gồm các khớp khe đùi và khớp đùi dày, chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Khi đầu gối bị co ở một tư thế sẽ gây áp lực lên vùng đầu gối và đùi. Do vậy, thói quen ngồi xổm tạo áp lực rất lớn, phá hủy sụn xương bánh chè và bệnh xương đùi, gây thoái hóa khớp chè đùi. Do đó, cô bác không nên duy trì thói quen ngồi không tốt này. Cô bác thân mến, để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh toàn diện từ trong ra ngoài là điều không hề khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ cần cô bác kiên trì và cố gắng tránh xa các thói quen không lành mạnh, cũng như xây dựng một lối sống sinh hoạt hợp lý, đặc biệt là áp dụng đúng theo các bí quyết mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì chắc chắn rằng cô bác sẽ nhận được những thay đổi rất tích cực đấy ạ. Cuối cùng thì xin cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cô bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hay nhất đến từ 30 tập của chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.